với video gần đây nhất mà Chim Chúa đăng tải, sở hữu nội dung giám đốc Di Nguyễn ép nữ nhân viên tung chiêu lừa đảo khách hàng. Em mà kiếm nhiều tiền cho anh á là không bao giờ anh bỏ rơi em đâu. Nói đi cũng phải nói lại, khách hàng đến tập phòng gym hệ thống triệu đô nhưng vẫn còn tồn đọng những ý thức lệch lạc, hãm gái xinh chứ chẳng vì mục đích hiệu quả của buổi tập, sức khỏe hay vì lột xác ngoại hình, mà đây chỉ là hình thức cặp gái trả hình, cuộc chơi của những khách hàng lắm tiền nhiều tật. Bóc phốt ngành gym, chấn động. Nè, con gái con đứa thiền lại chút xíu đi, con dữ quá à. Bí mật. Mày kèm PT với cái già trên giường. Trơ trạng. Những góc khuất gymer, chỉ có tôi, Di Nguyễn THOL mới dám chia sẻ đến các bạn. Phốt ngành gym, giám đốc ép nữ nhân viên tung chiêu lừa đảo khách hàng. Thời đại 4.0 mở ra kỷ nguyên mới cho thể hình Việt. Cộng đồng streamer bắt đầu khởi sắc với môi trường tập luyện đạt chuẩn, dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái đa dạng, dịch vụ chỉnh chu. Nhưng vẫn còn đâu đó những chủ đầu tư kinh doanh manh mún, kiếm lời từ chính lợi ích của khách hàng. Những điều mà đáng lẽ cộng đồng phải lên án, nhưng phần vì không biết, phần vì còn quá ít chuyên môn để nhìn nhận vấn đề. Vậy giải pháp là gì? Với video gần đây nhất mà Chim Chúa đăng tải, sở hữu nội dung giám đốc Di Nguyễn ép nữ nhân viên tung chiêu lừa đảo khách hàng. Lừa đảo ở chính mùi hương, thân hình sexy và nhấn mạnh bằng câu chẳng cần chuyên môn, gom tiền về nhiều, anh sẽ không bỏ rơi em. Người ta đâu có cần cái chuyên môn PT của em. Em mà kiếm nhiều tiền cho anh á là không bao giờ anh bỏ rơi em đâu. Những câu hứa hẹn đầy hấp dẫn cho cô nàng streamer chập chững mới vào nghề bị một cáo già lương lẹo dẫn dụ trở thành công cụ hái ra tiền. Cô gái xinh đẹp đại diện chung cho các nữ streamer chập chững muốn tự phát triển ngành nghề, kiếm tiền bằng đôi bàn tay và khối óc dựa trên sở thích và đam mê của mình. Nhưng trước những lời nịnh nọt dẫn dụ của chàng giám đốc lương lẹo, cô khá rụt rè, từ chối khéo léo với cảm giác sợ sệt. Lần đầu làm trái với đạo đức nghề nghiệp khiến cô vô cùng dè chừng. Chàng giám đốc đại diện cho tệp doanh nhân làm ăn manh mún, trục lợi, hoạt động tích cực sau tấm màn hào nhoáng thường thấy đã ra sức thuyết phục cô gái, đưa ra chủ đề khách hàng đã quá thích em, chẳng cần kỹ năng, kiến thức, chỉ cần em gật đầu đồng ý, kèm khách của anh với vai trò là một PT chân chính phòng anh. Đạo lý, lương tâm, tất cả chẳng giúp em có tiền và trước mắt là tiền trọ sắp phải đóng. Streamer tà đạo với hàng loạt dẫn chứng đánh vào tâm lý nhân viên của mình, chi phối bằng câu chuyện vật chất hấp dẫn, trục lợi bằng mọi cách, mong moi tiền của khách hàng, chứ chẳng quan tâm gì về vấn đề hiệu quả, chất lượng của buổi dạy. Thậm chí, chàng giám đốc còn nhẹ nhàng cầm tay, vuốt nhẹ áo đồng ý bảo kê nhân viên bằng nhiều lời hứa hẹn, bao nuôi, đầy phẫn nộ. Cô gái trẻ nhẹ dạ khả tin, non nớt nên gật đầu đồng ý, nhưng không biết tương lai đang chờ phía trước cam go như thế nào. Đây còn là ẩn ý của Chim Chúa, chỉ trích một bộ phận PT nữ gia nhập lĩnh vực thể hình và hái ra tiền bằng vốn tự có. Ở đây có thể hiểu, năng lực có hạn, kiến thức chuyên môn chưa bằng ai nhưng lại giỏi chiêu trò, tận dụng những đường cong cơ thể, kích thích bằng những bộ đồ tập ngắn cũn, bốc lửa để chiêu dụ khách hàng, để tranh suất tập đăng ký gói PT của mình. Nói đi cũng phải nói lại, khách hàng đến tập phòng gym hệ thống triệu đô nhưng vẫn còn tồn đọng những ý thức lệch lạc. Hãm gái xinh chứ chẳng vì mục đích hiệu quả của buổi tập, sức khỏe hay vì lột xác ngoại hình, mà đây chỉ là hình thức cặp gái trả hình, cuộc chơi của những khách hàng lắm tiền nhiều tật. Chiều chuộng khoái cảm tại phòng tập thật sự rất đáng bị lên án. Hai tệp kiểu người này thật sự là cặp bài trùng, nơi nào úp vùng đó đáng bị bài trừ khỏi môi trường gym. Muốn mồi chài, chiêu trò thể xác thì có thể đến những nơi vắng người hoặc riêng tư, chốn công cộng như phòng gym không phải là địa điểm thích hợp để thả thính, gà gẫm. Sự thật tàn nhẫn đã và đang xảy ra hàng ngày trên thị trường ngành gym. Đây cũng là một phốt khá nổi bật trong lĩnh vực thể hình qua tiểu phẩm khiến dư luận khá căm phẫn. Đặc biệt là các hệ thống sở hữu dàn PT hùng hậu. Nhưng liệu bên trong thực sự có mang đến chất lượng hay không? Nhận tiền PT nhưng kiến thức chuyên môn kém chỉ khiến làm tăng nguy cơ chấn thương cho khách hàng, khiến khách hàng tiền mất, tật mang. Như vậy có xứng đáng mang danh nghĩa của một PT chân chính?
những góc sáng cho ngành gym đáng được hân hoan không nằm ở những câu chuyện đi cửa sau tồi tệ. Kiếm tiền bằng vóc dáng, gương mặt xinh xắn, chịu khó đi giãn cơ, vắt tiền của khách. Nếu người tập và cộng đồng PT, đại đa số đều đang hoạt động dựa trên cơ chế này, trả tiền chỉ để hưởng thụ những giá trị thể xác thì chẳng khác nào đi khách không chính thống. Nếu sự việc không được giải quyết triệt để thì ngành gym Việt mãi là nút trầm trên bản đồ thể hình thế giới, nơi chỉ dung túng cho những tệ nạn xã hội, khác hẳn với slogan luôn miệng định vị vì sức khỏe người tiêu dùng trên những poster, quảng cáo rầm rộ trên truyền thông mà mọi phòng gym đều hướng tới. Ở nơi mà có một tập thể gymmer tà đạo vẫn đang hoành hành, ra sức trục lợi và xem thường sức khỏe cộng đồng. Nếu là gymmer tri thức chân chính, bạn có đồng tình với quan điểm của Di Nguyễn hỗ trợ gym chúa mở rộng đề tài tranh luận hay không? Lọc trong nước hồ, vớt càng bèo đục, hãy thẳng thắn nêu quan điểm và bóc phốt ngành gym cùng Di Nguyễn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi. Các bạn đừng quên truy cập website thol.com.vn để sử dụng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của BBT các bạn nhé. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.